Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Péo. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chuyên mục parkour trong Mini World. Và lần này là map parkour đến nhà Sammy các bạn ạ. Và tuy nhiên là theo như mình biết đó là Sammy đâu có xây nhà riêng không nhở? Mà Sammy ở trong làng Hero là ở chung nhà với Phong Cận đúng không ta? Ok, mình thôi kệ đi. Hôm nay chúng ta cứ chơi thử cái map parkour đến Sammy, mặc dù là mình nhớ không nhầm là cái nhà Sammy đâu có nhà đâu. Đó mà Sammy ở cùng nhà Phong Cận cơ thì ok. Để coi thử xem map parkour đến nhà Sammy này có gì hay, có gì thú vị không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nhá. Đang chơi thử xem map này chơi như nào đây các bạn ơi. Ôi, sao tôi thấy nhìn nó quen quen nhỉ? Ở bên trong nó giống như kiểu cái map parkour đến nhà anh Firo mà phiên bản đổi màu ấy nhở, đúng không? Hay là map parkour đến nhà anh Viettan mình cũng không nhớ lắm đấy. Giống như kiểu phiên bản kiểu vậy nhưng mà phiên bản đổi qua màu xám trắng á nhở. Hey, mình thấy hơi bị giống nhỉ. Đúng rồi, giống phết nhở. Ê, ông này như kiểu phiên bản đổi màu lại ấy bạn ạ. Ok, không biết có phải là cùng một chủ map không ta? Mình nghĩ chắc là cùng một người xây map hay sao á. Không biết có phải là cùng cái người xây map parkour đến nhà anh Firo hay là parkour đến nhà anh Vịt không? Mình thấy khá là giống bạn ạ nhở. Mình lúc đấy mình cũng không có để ý tên người xây map các thứ. Tôi không nhớ ai đi lắm các bạn ơi. Đó, nhìn trông khá là giống. Đúng, đúng đấy, nhở. Hey, cái kiểu nhảy parkour cũng khá là giống bạn ạ. Chắc là cùng một người xây với sao ạ. Trông nhìn cái y hệt luôn đấy, giống hệt luôn. Đây, đúng đấy, bố. Hey, tôi có thể đoán trước nhá, là chủ map sẽ chặn tàng hình ở trên để mình phải nhảy tuột xuống dưới. Đó, bám 2 tầng lên xong rồi phải tuột xuống dưới. Không biết có đúng thật không nhở? Mình để thử xem nào. Chuẩn luôn. Thế chắc là cùng một người xây sao, tôi chẳng biết đúng không các bạn ạ. Ê, anh em nào mà đang chơi xong hoặc là đang coi video này có thể lên check thử nữa. Mình cũng không rõ phải không. Thấy map đây đúng rồi, chuẩn đây đấy. Khá là giống bạn ạ. Ok bạn ơi, rồi để lên dán tường lên này. Chiu, ok bi rồi. Nhìn công nhận giống thật bạn ạ. Chắc là cùng một người xây chắc vậy. Wow, jump, lên đó. Lần trước mình có chơi map parkour đến nhà Firo á, nó cũng kiểu như này đấy. Nhưng mà phiên bản màu đen trắng đây, màu xám trắng. Úi rồi, từ từ nè. Úi rồi, bao ô à? Chạy đầu bao. Úi rồi, ok rồi. Ái ra bấm một từ từ. Để thử nè. Không chặn đầu nè. Hey, từ đến này cho nhanh thật bạn ơi. Nhảy thế này cho nó nhanh này đó. Ui rồi, nhảy thế này cho nó nhanh. Bám tường làm cái gì đấy. Đó, thật ra là mình quen bám tường bên này hơn bạn ạ, bám tường bên trái hơn này. Đấy, kiểu như này. Ui rồi, gáy sớm rồi, đúng rồi. Không nên gáy sớm. Đúng là không nên gáy sớm bạn ạ, chết thật. Đây này, nhìn lại này. Đó. Ok, rồi bạn ơi, level 10 này. Đây là mô hình Sammy này. Bán đồ à? À đây, bán đồ này. Bố chào, mình hết đậu bạn ơi, mình hết đậu rồi. Tôi hết đậu rồi, mình không còn tiền mà tiêu đậu. Ui rồi ôi. Ý rồi. Tốn thế nhờ. Ok, bạn đã cho 4 đô à? Ai, 4 đô đấy, 4 đô từ từ, ai từ từ, mình có thể đợi đây mà ta, đúng không? Nhờ. Thế mà mình không nghĩ ra bạn ạ. Trời ơi, quên mất. Ui rồi. Quên không bấm nút nhảy. To gì anh em ơi. Ok, đoán thế này phải nhanh không? Kìa, ô cú lửa à? Ôi, ảo thế. Các bạn thấy gì không? Các bạn có thấy cái gì nó vừa xảy ra không nhở? Rõ ràng là cái nút nó chưa bấm mà sao tự nhiên cái đi cú xuống nữa. À, hình như là hiểu rồi. Trời ơi, thì chúng ta vẫn có thể chỉnh tay bận ạ. À, bám 2 bên à? Càng đấy. Ủa, sao thế? Ok, rồi. Ôi giời, game là dễ bạn ạ. Ui, bám một tường con này. Căng nhở. Thử nào. Ui. Qua rồi này. Ôi giời, thôi. Leo cầu thang lên cho nhanh bạn ơi. Thôi nha. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi. Mình biết lượng sức mình bạn ạ. Mặc dù là biết là qua được ấy nhưng mà hết thời gian thôi. Cái bám một tường là mình nghĩ mình qua được nhưng mà hơi lâu. Thôi chúng ta đi đường bên này cho thoáng các bạn ạ. Đấy. Úi dồi ôi, mình thấy mấy ô đây. Ai da. Úi dồi ôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ô. Uầy. Mua 9 ô bạn ơi. Càng đấy. Lên, lên, lên. Ok, rồi. Lên, lên, lên. Ok bạn ơi. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Càng, bạn lại càng đấy. Uầy, cái thối này. Ê, không, cái bình thường nhá. Cái chỗ này khá bình thường, các bạn nhảy đúng nhịp được nhá. Đấy, chỗ này, nhảy đúng nhịp nhá. Ui, cái này căng này, cái này căng này. Ui, cái này căng, thôi, cái này thì căng này bạn ơi. Cái này chắc phải 4 ô rưỡi bạn ạ. Khiếp thật, nhìn sơ qua phải tầm 4 ô rưỡi đấy. Nhảy thốn lắm. Thôi, mèo béo xin giơ tay rút lui luôn. Gì đấy? Gì đấy? Gì đấy? Ở chấm. À, ui giời, xuống móc bạn ạ. Làm mình hết hội. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Đợt trước là mình chơi cái map bắc cua gì á, bắc cua đến nhà anh Đô hay là bắc cua đến nhà anh Vịt á, cũng có súng móc kiểu này bây giờ. Ồ nhầm, nhìn bảo sao quen quen. Đúng rồi, chắc là cùng một người xây bạn ơi. Phải biết đúng không nữa. Hề. Ôi đúng rồi Bì. Ôi chuẩn nè. Ôi cho bắn khó thế. Ok bạn ơi, rồi. Đúng chuẩn luôn, đúng kiểu phiên bản tô màu khác bạn ạ. Hề. Đúng kiểu phiên bản nhưng mà tô màu khác. Ui, bắn chưa tôi. À từ từ, mình có cách này. Mà là xì bùa. Ấy rồi bơi. Ấy mình không lên được kìa, vô lý. Ok bạn, bắn cái bình thường vậy. Lên. Ok. Ok. Lên. Lên rồi. Bê đến bóc cua một báo bạn ơi. Đường nào ta, mình quan sát. À đây, đường thấy đường rồi. Đó, mèo béo đã thấy đường bạn ơi. Bạn phải quan sát xem là đường nào qua được nhá. Qua được đường nào nhanh nhất nhá. Đây. Đấy. Cái đường bên này là cái đường nhanh nhất bạn ạ. Dầm. Đúng rồi. Ô đúng rồi em. Ô. Ôi hệt luôn. Ôi. Ôi. Đúng kiểu phiên bản tô màu khác bạn ạ. Đúng hết luôn đấy. Ôi. Cái chỗ này cũng bọn mình cũng chơi giống như này này. Ảo thật đấy bạn ạ. Ôi phiên bản này hay nhở. Ông này sẽ mắc hay đấy. Trời ơi lười nghĩ kiểu mới lắm mà hay sao mà đúng kiểu xây lại xong rồi tô màu sao bạn ơi. Ảo thật đấy bạn ạ. Ui. Ô có khi nào là tải cái map đi, tải cái file về xong rồi copy lại xong rồi tô màu lại không nhở. Ảo thật bạn ạ. Ôi dồi ôi đúng là y hệt luôn bạn ạ. Đúng kiểu ký ức ùa về. Không tin anh em cứ thử coi lại video cũ xem giống như này không. Rồi chơi hơi thốn, chơi hơi khó này. Ok rồi. Ok. Lúc này mình đi bên này thôi. Bên kia hơi khó. Bên kia nhảy hơi chóng mặt. Jump. Lên. Lên nè. Lên nè. Ôi, hết hồn. Tưởng cái gì chặn. Lên nè. Ok bạn ơi. Chiu. Mà không biết là cái map này có trước hay là cái map parkour anh Firo có trước nhỉ? Mình cũng chả rõ bạn ạ. Ok. Chiu. Đợt trước là mình thấy bạn okay. À bột máu tiếp à. Ok. Từ từ. À kịp vẫn kịp. Cứ tưởng không kịp sợ thế bạn ơi. Do. Chỗ này nhìn cũng quen đấy nhở. Nhờ bạn nhở. Nhìn nó cứ bị quen đấy bạn nhở. Ok bạn ơi, thôi cứ nhảy đi. Ui, tí rồi sợ thế. Rồi bị rồi. Ok. Mát chơi cũng ổn đấy. Rồi mỗi tội chơi nó hơi quen bạn ạ. Cảm giác như kiểu chơi rồi mà. Giống kiểu chơi rồi mà chơi lại phiên bản màu khác các bạn ạ. Ví dụ phiên bản màu xám đen trắng. Hey. Đây. Rồi, ok. Chu. Anh em nào có mắt nào hay, mắt nào thú vị thì gửi email cho mình. Hoặc là đăng lên trên nhóm gia tộc Mèo Mèo Không Peo các bạn nhá. Hoặc có thể là inbox cho fanpage Mèo Péo là Mèo Péo ở trên Facebook. Đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả video bạn nhá. Đấy. Anh em là cứ lên trên đấy inbox thẳng cho Mèo Péo. Ôi, đường nào bên này cũng nhỏ, như đường bên này tới chứ đúng không? Ui. Không, cái này có 5 ô thôi. Đó, bên này dễ hơn chứ. Ok bạn ơi, đó, anh em inbox thẳng cho fanpage để mình đọc được, mình sẽ chơi thử nhá. Thật ra là tùy map cơ, mắt nào mình thấy hợp thì mình quay video cơ. Anh em mà không phải là cứ mắt nào anh em gửi mình cũng chơi đâu, nhưng mà nó tăng tỷ lệ hơn đúng không? Tỷ lệ mình chơi thử sẽ cao hơn. Ok bên này. Ui rồi ôi. Ui. Chỗ này nhìn thốn à. Rồi. Ok, Béo đây. Ok, rồi level 27 bạn ơi. Tiếp tục hành trình đến nhà Sammy. Đâu rồi, đâu rồi? À kìa, level mình hình như là nếu như mình dự đoán là khả năng cao ở gần cuối level sẽ có một cái mê cung. Đấy. Không biết là có đúng không bạn ạ. Nếu như đúng như mình dự đoán là sẽ có một cái level mê cung ở đoạn tiếp theo. Đấy là tôi đoán thế thôi, không biết có đúng không bạn ơi. Tiếp tục là hành trình đến nhà Sammy. Sammy, Timmy, Naobi, Phi Henry. Ok. Rồi, không có à? Không có à? Ok. Ok, hình như là tôi đã sai bạn ạ. Mà là không có bê cung mà là một cái đường hầm. What the hell? Cái này thì đâu cần phải xây đường hầm hay là đường xe lửa là đi bộ được mà. Ok, chúng ta đến với nhà Sammy rồi bạn ơi. Rồi, mình đã đổi màu của nhà Phong sang ok. Nói chung ở đây là nhà Phong Cận nhưng phiên bản màu xám thành nhà của Sammy các bạn ạ. Ok, thì chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn Mèo Péo làm dù nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.